không nằm ngoài xu hướng hiện đại đó. Mô hình vẽ tranh giải trí này đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây chưa lâu, bắt đầu vào khoảng cuối tháng 12 năm 2015 với tên gọi Tipsy Art. Lớp học nghệ thuật này do ba thành viên là Trang Nguyễn, Ngân Bùi và Lê Hoàng sáng lập. Cả ba đều là những người yêu thích nghệ thuật, từng đi du học tại Mỹ hoặc học các lớp về nghệ thuật, trong đó có vẽ tranh. Vẽ tranh giải trí đã thật sự trở thành một không gian nghệ thuật tự do dành cho những người chưa từng cầm cọ vẽ, có cơ hội được vẽ và thể hiện cảm xúc của mình thông qua những bức tranh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nét Việt Story được phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị và các bạn, vẽ tranh giải trí hiện đang là một sân chơi giải trí lành mạnh dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần các bạn thích vẽ và muốn được vẽ thì dưới sự hướng dẫn của những người họa sĩ trẻ, các bạn có thể hoàn thành bức tranh của mình một cách tốt nhất với chủ đề mà các bạn mong muốn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với bạn Nguyễn Thu Trang, người đồng sáng lập ra Tipsy Art. Đây là mô hình vẽ tranh giải trí hiện tại đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Và cảm ơn bạn Thu Trang đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Từng là một du học sinh tại Mỹ thì chị đã trải nghiệm cái mô hình vẽ tranh giải trí này như thế nào? Thực ra là cái trải nghiệm đầu tiên của mình về vẽ tranh không phải là về vẽ tranh giải trí, mà thực sự là mình học các cái lớp chính thống ở hồi đại học đại học. Thì khi mà học các cái lớp chính thống thế thì mình nhận thấy là mình rất là đam mê. Mỗi lần làm những bài tập vẽ tranh ấy thì mình lại cứ ngồi mân mê hàng tiếng đồng hồ. Mà hồi đấy được cái là cái xưởng vẽ của mình là một không gian nghệ thuật rất là đẹp, rất là thơ mộng. Thế xong rồi nhìn ra cánh đồng, xong ánh nắng chiều tà, thế xong rồi lại còn nghe nhạc nữa. Thế nên mình rất thích cái trải nghiệm của mình bên đấy. Thế nhưng mà không biết làm thế nào để mà chia sẻ cái trải nghiệm đó. Thế nên khi mà mình tốt nghiệp, mình lên một thành phố ở Mỹ, Boston, thì mình mới thấy người ta có cái mô hình vẽ tranh giải trí. Thế là mình mới nghĩ là sao mình không kết hợp hai cái. Mình kết hợp cái trải nghiệm của mình có với cái mô hình vẽ tranh trong giải trí trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó để tạo nên một trải nghiệm của Tipsy Art. Lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình vẽ tranh giải trí tại nước ngoài thì bạn cảm thấy như thế nào? Lần đầu tiên tiếp xúc với mô hình vẽ tranh giải trí thì mình thấy rất là hay. Mình cũng thấy rất là bất ngờ tại sao có một cái mô hình mà... Tại vì hồi xưa mình học lớp chính thống thì thời gian để vẽ một bức tranh cũng phải mất mấy ngày. Nhưng mà mình thấy là đây là một cái mô hình rất là hay mà cho mọi người có thể vẽ được một bức tranh hoàn thiện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Mà không những vẽ được bức tranh mà học được nhiều bài học, vẽ ra, vỡ ra được những cái chi tiết nhỏ, là ví dụ chấm trắng vào đây thì nó là bóng sáng, chấm đen vào đây thì nó thành bóng đổ. Thì mình thấy rất là một mô hình rất là thú vị. Chị và cộng sự của mình đã bắt đầu xây dựng mô hình giải và vẽ tranh giải trí Tipsy Art này như thế nào? Bắt đầu bằng việc là một hôm hồi đó mình đang làm một công ty cũ của mình, thì mình và Hoàng làm chung với nhau thì hai bạn cũng khá là thân với nhau. Thế là một hôm đi một cái event, có một bác ấy gọi là chùm của startup, bác ấy cũng đưa ra các bài học, và một trong những bài học là bác ấy nói là nếu mà bạn muốn làm gì thì phải làm ngay, làm nhanh. Nếu mà không làm bây giờ thì chả bao giờ làm nữa cả, nên làm đi. Thế là bước ra khỏi cái buổi đấy, mình với cả bạn Hoàng hừng hực, bảo thôi quả này mình sẽ phải làm thôi. Và mình vốn đã có cái ý tưởng đó rồi, thế nên là hỏi Hoàng là Hoàng có muốn làm không? Bảo làm. Thế xong hồi đó là mình cũng có ý tưởng với Ngân, tại vì hai chị em cũng hay bàn chuyện là chị em mình làm cái nọ cái kia. Thế bảo Ngân có thêm cả Hoàng nữa này, thế thôi ba chị em mình với cả Ngân với cả Hoàng cùng làm đi. Thế ba người cùng hợp tác với nhau, thế là may mắn thế nào thành ra ba người cũng hợp nhau. Một điều đặc biệt là vẽ tranh giải trí Tipsy Art là mô hình tập trung vào việc truyền cảm hứng tới những người chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật và nghĩ nghệ thuật là một điều gì đó quá xa vời. Và khi đến với lớp học vẽ tranh giải trí Tipsy Art, mỗi người sẽ thật sự tìm thấy sự bình yên, thư thái, được thể hiện cảm xúc, khám phá và nuôi dưỡng sự sáng tạo còn tiềm ẩn mà bấy lâu nay mình chưa từng biết đến. Điều này cũng chứng minh được rằng bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được với hội họa, thậm chí có thể có được những tác phẩm tuyệt vời chỉ với lòng đam mê và sự yêu thích. Khi mà tham dự cái lớp học thì cái mà mình lôi cuốn nhất đó là cái không khí rất là thư giãn của lớp học.
Hàng ngày công việc của mình rất là bận rộn, và mỗi lần mà đến với cả cái TCS thì tuy mình vừa có thể thể hiện cái khả năng nghệ sĩ của mình, và đây cũng là một cách rất là thư giãn, rất tốt. Khi mà mình đến đây thì cái mà mình thích nhất ở các bạn ở đây là các bạn tuy là mang đến cho những người mà không có cái khả năng hội họa như mình, ví dụ như mình, lại có thể là vẽ được những bức tranh rất đẹp. Và qua cách đấy cũng là từ cái qua bức tranh này mình cũng cho mình một cái là cái khả năng cảm nhận hội họa của mình nó rất là tốt hơn rất là nhiều. Thu Trang có thể nói về đặc trưng của Tipsy Art là gì? Nó là một cái sự kiện vẽ tranh dành cho những người chưa vẽ tranh bao giờ. Thế nhưng mà điều mà mình muốn mang lại, cái điều đặc trưng mình muốn mang lại cho mọi người đó là cái cảm giác bình yên, cảm giác thư giãn, giải trí. Được thể hiện bản thân một cách thoải mái. Và nhiều người cũng tâm sự là khi mà nghĩ đến Tipsy Art là nghĩ đến 3 tiếng vẽ mà quên hết mọi thứ trên đời, chả nghĩ gì đến công việc, đến lo âu bộn bề, mà giống như là người ta dùng từ rơi vào tranh. Mình cũng không hiểu tại sao bạn dùng từ rơi, thế nhưng mà mình cảm giác là mình cũng đôi khi mình có những cái cảm giác như thế. Và mình cảm thấy là muốn mang lại những cảm giác đó cho thêm nhiều bạn nữa. Không biết là việc liên hệ địa điểm để những lớp học như thế này diễn ra thì có khó khăn gì không? Tiêu chí để tìm những cái địa điểm vẽ tranh khá là cao. Đó là phải nơi có ánh sáng tốt này, rộng này, thế xong rồi tập khách hàng cũng phù hợp này, thế xong rồi có âm nhạc và đồ uống cũng phải ngon. Thế nên là cái công việc mà đi tìm các quán là cũng là những công việc những ngày rong ruổi. Xong tìm được địa điểm phù hợp xong thì phải liên hệ với người ta, thuyết phục với người ta là cái mô hình này nó là như thế nào và tại sao nó là cái điều có lợi cho người ta. Thế nhưng mà mình cũng rất là may mắn, tại vì trên cái con đường mà mình làm, mình nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ nhiều phía, từ cả họa sĩ lẫn các quán có nước và từ bạn bè. Có những yêu cầu đặc biệt gì cho những người đến để trải nghiệm mô hình lớp học vẽ tranh giải trí Tipsy Art? Yêu cầu đặc biệt đó là bạn chỉ cần là đến với một cái tâm hồn mở thôi, và bạn sẵn sàng trải nghiệm để có một trải nghiệm mới, thế thôi. Còn bạn không phải mang theo cái gì cả, không phải có kiến thức vẽ, không phải có cái gì cả. Bạn chỉ cần để muốn đến vẽ là tụi mình sẽ dẫn đường, chỉ lối. Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn cho mô hình vẽ tranh giải trí này? Mình nghĩ là có nhiều sức hấp dẫn. Đầu tiên là cái việc mà người ta có thể hoàn thiện một bức tranh trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đấy là một điều mà người ta rất là tò mò và thích thú. Điều hấp dẫn thứ hai đó là công việc của người ta bây giờ sống rất là nhiều, bận rộn. Người ta không có thời gian để mà gắn bó với một lớp học lâu dài trong một khoảng thời gian dài. Thế nên là khi mà một lớp học chỉ kéo dài trong vòng 3 tiếng như vậy là mình đưa cho người ta một cái khoảng để người ta chạy trốn, vừa đủ ngắn nhưng mà cũng vừa đủ dài, để mà người ta có thể vừa thưởng thức mà cũng không bị ngắn quá, để người ta có thể giải trí. Đó, và còn những sức hấp dẫn khác nữa như là mình rất là quan tâm và kỹ tính trong cái trải nghiệm của mọi người. Thế nên là cái trải nghiệm nó có đến từ nhiều các cái chi tiết, ví dụ từ đồ uống cho đến không gian, âm nhạc, mọi thứ đều là bên mình chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Và điểm thu hút lớn nhất mà mình nghĩ đó là cái trải nghiệm cho các bạn. Khi mà các bạn đến đây, các bạn cầm cái cọ vẽ, nhìn lên cái toàn và cứ cọ quẹt một tí thôi, thế nhưng mà cảm thấy bình yên lạ lùng. Như Thu Trang, bạn đã chia sẻ rằng là mỗi người khi mà họ đến đây, họ trải nghiệm mô hình lớp học vẽ tranh giải trí, thì ngoài cái việc mà họ có thể thả tâm hồn mình để vẽ tranh, thì sau khi hoàn thành bức tranh, họ lại rất tự hào khi mà họ gần như là không có kiến thức gì về mỹ thuật cả, nhưng họ lại hoàn thành bức tranh của mình rất là tốt, thậm chí lại rất là đẹp nữa. Vậy thì thông điệp mà Tipsy Art muốn gửi tới mọi người là gì? Thông điệp mà Tipsy Art muốn gửi đến mọi người đó là mọi người hãy tự tin thể hiện bản thân mình. Hãy tự do, thoải mái trong một cái góc không gian bình yên của mình. Và cứ vẽ tranh thôi, và bạn sẽ tìm được nhiều điều mới. Thank you.
Cùng với những người bạn đã đồng sáng lập ra Tipsy Art thì Thu Trang, bạn là một người trẻ dám nghĩ, dám làm. Hơn nữa là cùng với sự thành công của mô hình vẽ tranh giải trí Tipsy Art này thì không biết là bạn có lời gì nhắn nhủ tới tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ không? Nói về dám nghĩ, dám làm thì mình cũng không nghĩ nhiều đến cái việc đó lắm. Lúc đó là cứ nghĩ thì là làm thôi. Và thực ra nó phù hợp với tính cách của mình, tại vì tính cách mình vốn đã thích vẽ tranh, vốn đã thích nghệ thuật và vốn thích hơi lãng đãng, mơ mộng một tí, nghe nhạc thì xong rồi khung cảnh đẹp cũng làm mình rất là vui. Thế nên là mình chỉ cảm thấy là đây là cái điều mà mình thật sự rất là muốn làm, cộng thêm với một chút cái bản năng thích làm kinh doanh, thích chiến lược, hai cái cộng với nhau thì may mắn ra làm ra cái này. Thì về cái việc dám nghĩ dám làm thì mình nghĩ là cứ nghĩ xem, cứ nhìn vào bản thân mình xem mình là ai, mình muốn gì, và cộng thêm một chút cái nhìn thực tế về cái khả năng, năng lực của mình giỏi cái gì, thì mình thích cái gì cộng với mình giỏi cái gì thì chắc là bằng với dám nghĩ dám làm. Nhắn nhủ với các bạn thì mình cũng muốn nhắn nhủ chính cái điều mà bác Mike Cassidy nhắn nhủ với các bạn, với mình, đó là làm đi, làm ngay, làm nhanh, làm luôn, táo bạo một cách tỉnh táo. Bạn có thể chia sẻ một chút về những dự định trong tương lai của Tipsy Art là gì? Tipsy Art đã hoạt động được 6 tháng, vừa rồi là kỷ niệm 6 tháng, đúng ngày kỷ niệm 6 tháng là đã mở rộng ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đang làm những bước chập chững đầu tiên của Hồ Chí Minh. Thì bên mình cũng có nhiều dự định, nhiều ý tưởng, thế nhưng mà bên mình vẫn đang thực hiện dần dần. Thế nên là các bạn cứ chờ đón đi, sẽ có những điều mới mẻ tiếp theo. Tipsy Art là một đứa con tinh thần của Thu Trang cũng như là tất cả những người đã đồng sáng lập ra. Vậy thì không biết là bạn có mong muốn như thế nào để trong tương lai Tipsy Art có thể phát triển hơn nữa không? Giá trị cốt lõi của Tipsy Art đó là truyền cảm hứng cho mọi người và tạo một cái không gian nghệ thuật để mọi người có thể thư giãn và thể hiện bản thân. Thế nên là mình sẽ làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái điều đó để mà mọi người có nhiều cơ hội để mang cái thay đổi cách mà mọi người tiếp cận nghệ thuật ở Việt Nam. Làm cho mọi người, tại vì trước đây khi mà nghĩ đến nghệ thuật hay nghĩ đến những cái sân chơi, mọi người chỉ nghĩ đến đi cà phê, đi xem phim, đi ăn uống với bạn bè. Nhưng mà bây giờ đã có thêm một cái đầu mục mới, đó là đi vẽ tranh. Và mình mong muốn là sau này sẽ có thêm những cái hoạt động nghệ thuật hoặc là hoạt động về trải nghiệm tương tự như vậy để mà có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Cảm ơn Thu Trang đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và chúc cho bạn thật là nhiều sức khỏe, cũng như là chúc cho Tipsy Art sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Và tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ dành thời gian đến với lớp học của bạn để trải nghiệm xem là 3 tiếng đồng hồ để chúng ta vẽ được một bức tranh như thế nào, và hy vọng là tôi sẽ vẽ được một bức tranh đẹp. Một lần nữa cảm ơn bạn. Cảm ơn chương trình đã cho mình có cơ hội được lên đây để chia sẻ về Tipsy Art, và mình mong là bên mình có thể tiếp tục làm phát triển cái mô hình này hơn để mà có thể mang nghệ thuật lại gần đến cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, Tipsy Art đã thực sự mang tới cho chúng ta cơ hội để khám phá bản thân mình và tới gần hơn với ngưỡng cửa chinh phục nghệ thuật. Và thực sự là nó còn mang tới cho chúng ta niềm vui, niềm hứng khởi trong cuộc sống nữa. Và các bạn hãy một lần dành thời gian để đến trải nghiệm lớp học này nhé. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều những điều thú vị đang chờ đón các bạn đấy. Và một lần nữa thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình của Net Việt Story tiếp theo.